Ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, nói với TASS rằng lực lượng Nga đã thu giữ hàng chục thiết bị quân sự của Ukraine sau khi tiến vào kiểm soát thị trấn Avdiivka. Ông cho biết trong số các chiến lợi phẩm có rất nhiều khẩu pháo. Ngoài ra, đạn dược do phương Tây sản xuất cũng được tìm thấy tại các cứ điểm từng là của Ukraine. Nghị sĩ Nga Viktor Vodolansky cho biết quân đội nước này đã phát hiện ra nhiều người trong số những binh sĩ thiệt mạng ở Avdiivka là quân nhân từ các nước thuộc NATO. Ông Vodolansky nói với TASS rằng chúng tôi tìm thấy thi thể những người lính đánh thuê trong đống đổ nát ở Avdiivka. Họ là những binh sĩ thuộc các đơn vị chính quy từ Ba Lan, Đức, Pháp. Nhiều nước NATO khác đã đưa quân đến đây để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu chống lại Nga. Trước đó, ông Sergei Ruskoy, phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất các lực lượng vũ trang Nga, cho biết lực lượng NATO cải trang thành lính đánh thuê đang vận hành các hệ thống phòng không, bệ phóng loạt và hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội ở Ukraine. Igor Kimakovsky, cố vấn của lãnh đạo Donetsk, nói với TASS rằng thi thể của các quân nhân mang giấy tờ Mỹ và Ba Lan đã được tìm thấy trong chiến dịch truy quét ở Avdiivka. Sau Avdiivka, cụm quân trung tâm Nga đang tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm giành thêm nhiều vùng lãnh thổ ở Donetsk.